chào bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Thưa bà con, nông dân ở Lâm Đồng đang tất bật vào vụ thu hoạch hồ tiêu, cà phê, rau qua Tết. Tuy nhiên thì niềm vui mỗi hộ không ai giống ai do diễn biến giá cả bấp bênh. Cụ thể như thế nào thì Ngọc Chi và Tuấn Anh sẽ thông tin đến với bà con nhiều quý khán giả sau ít phút nữa. Còn bây giờ là phần điểm tin, mời bà con điểm qua cùng chúng tôi. Cà phê Tây Nguyên sắp vào mùa thu hoạch, bà con nông dân Lâm Đồng cho biết năng suất tăng cao. Nhà vườn trồng tiêu cũng được mùa nhưng lại không vui vì giá tiêu chưa phục hồi. Không khí sản xuất rau qua Tết cũng đang nhộn nhịp, nông dân miền Tây rộn ràng xuống giống rau màu. Thời điểm này là vụ mùa quan trọng cho nên nông dân Lâm Đồng chuẩn bị sớm và kỹ càng, đảm bảo diện tích rau hoa đạt năng suất và chất lượng. Thưa bà con và quý khán giả, Hiệp hội Cà phê và Cacao Việt Nam thông tin giá cà phê và hồ tiêu tiếp tục có chiều hướng sụt giảm là thông tin không vui khi mà nhà vườn ở Tây Nguyên đang còn nhiều cà phê và hồ tiêu chưa tiêu thụ. Cụ thể, giá cà phê giảm nhẹ khoảng 200 đồng một ký, dao động từ 33.700 đồng đến 34.500 đồng một ký. Trong khi đó, giá hồ tiêu vẫn giữ ở mức trung bình 56.000 đồng một ký. Mặc dù được dự báo là giá cà phê thời gian tới sẽ khó khởi sắc do sản lượng vụ cà phê Robusta mới năm nay của Brazil, sau khi đáp ứng đủ cho nhu cầu trong nước, sẽ dư thừa khoảng 4 đến 5 triệu bao cho xuất khẩu. Vì vậy mà việc cạnh tranh xuất khẩu cà phê nước ta sẽ gặp khó. Tuy vậy, phục hồi diện tích cà phê già cỗi kém năng suất lúc này lại là hướng lựa chọn của nhiều nông dân. Và nhiều hộ vẫn tin tưởng vào mặt hàng chủ lực cà phê và đang tiếp tục tái canh những diện tích cà phê và nâng cao chất lượng để cạnh tranh. Đến thời điểm này, mùa tái canh cà phê năm 2018 của nông dân Lâm Đồng đã cơ bản hoàn tất. Theo đó, diện tích cà phê được trồng tái canh, ghép cải tạo năm 2018 là gần 9.000 hecta, trong đó có trên 3.000 hecta trồng tái canh và gần 6.000 hecta được bà con nông dân ghép cải tạo bằng những dòng cà phê cho năng suất và chất lượng đảm bảo đã được ngành nông nghiệp địa phương khảo nghiệm cho kết quả khả quan. Như vậy, tính từ năm 2017 đến nay, nông dân Lâm Đồng đã tái canh được trên 45.000 hecta cà phê. Thông qua việc thực hiện tái canh và tăng cường đầu tư sản xuất theo quy trình tiên tiến, năng suất cà phê Lâm Đồng hiện đã được cải thiện đáng kể, từ 2 tấn 7 một hecta trước khi thực hiện kế hoạch tái canh, đến nay năng suất bình quân toàn tỉnh đã đạt gần 3 tấn 2 một hecta. Cá biệt có nhiều vườn cà phê cho năng suất từ 7 cho đến 8 tấn một hecta một năm. Sắp vào mùa thu hoạch nhưng giá tiêu giảm chỉ còn khoảng 56.000 đến 60.000 đồng một ký đang khiến cho nhiều người trồng tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu cũng như là các tỉnh ở Tây Nguyên rất là lo lắng. Điều đáng nói ở đây là năng suất hạt tiêu năm nay rất là cao, trúng mùa nhưng mà vì giá thấp cho nên bà con nông dân khá là thất vọng. Nhà vườn sẽ lỗ vốn bởi vì chi phí đầu tư giống, công chăm sóc, tưới nước, phân bón, thuốc trừ sâu rồi công thu hoạch nữa đều ở mức khá cao. Tình hình cụ thể được ghi nhận như sau. Thời điểm này, hầu hết các hộ trồng tiêu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang thực hiện phun xịt dưỡng trái cho cây tiêu. Nhiều nhà vườn cho hay, mùa tiêu năm nay, cây tiêu phát triển tốt, thời tiết thuận lợi nên cây sinh trưởng ổn định, ít sâu bệnh. Do vậy, năng suất cao hơn so với vụ tiêu năm ngoái. Theo nhà vườn, dù sản lượng tăng nhưng do giá tiêu giảm đã khiến nông dân không mấy phấn khởi. Nếu giá tiêu 60.000 đồng một ký, nông dân mới có lời. Giá hạt tiêu thế giới được kỳ vọng sẽ tăng nhẹ trong thời gian tới nhờ thặng dư cung cầu giảm. Năm 2019, dự báo sản lượng của một số nước sản xuất chính như là Việt Nam và Ấn Độ đều không khả quan do ảnh hưởng từ dịch bệnh và thiên tai. Kính thưa bà con, do hiệu quả kinh tế cao, nhiều nơi phát triển mạnh cây dược liệu Atiso nên gần đây hạt giống Atiso của Sapa tăng cao khoảng 2 triệu đồng một ký. Hạt giống đến 2 triệu đồng một ký luôn hả chị Ngọc Như? Bởi vì cái giống Atiso này là rất là quý, được người dân Pháp đưa sang Việt Nam để mà trồng khoảng cách đây 100 năm rồi. Và hiện nay Sapa là nơi còn lưu giữ được giống dược liệu quý hiếm và phù hợp với điều kiện dùng khí hậu ở đây, cũng như là thổ nhưỡng của vùng nhiệt đới gió mùa. Vì vậy mà hạt giống Atiso Sapa luôn được nhà vườn chọn mua gieo trồng hơn là các giống ở nơi khác. Và được biết, muốn cho qua Atiso đậu hạt và có tỷ lệ nảy mầm cao thì người dân Sapa đã dùng ni lông che cho qua. Khi qua chín già thu hái, lấy hạt phơi khô, bảo quản cẩn thận, phòng tránh mối mọt xâm hại. Hiện nay toàn huyện Sapa có hàng trăm gia đình trồng Atiso. Lá tươi được bán cho công ty cổ phần dược phẩm Trapaco Sapa, mang lại thu nhập cao và ổn định. Giá rau hoa tại Lâm Đồng tăng giảm thất thường. Nhưng hiện tại, nhiều loại hoa giảm trở lại so với ngày lễ 20 tháng 10, 20 tháng 11. Ghi nhận tuần qua, giá ớt chuông Đà Lạt màu đỏ
còn 25.000 đồng một ký, giảm 13.000 đồng một ký so với tuần trước. Một số loại nông sản khác như bắp cải, xà lách caron cũng giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng. Tuy nhiên, một số loại rau củ quả khác lại có giá khả quan hơn như su su giá 3.000 đồng một ký, củ dền 4.000 đồng một ký, đậu leo 9.000 đồng một ký, đều tăng 1.000 đồng một ký, ớt sừng 10.000 đồng một ký, tăng 3.000 đồng một ký. Ngoại trừ qua lili Concador 65.000 đồng một bó, tăng 5.000 đồng một bó, thì các loại qua như qua cúc, qua hồng, lượng tiêu thụ giảm. Cụ thể, qua cúc chùm 5.000 đồng một bó, giảm 2.000 đồng một bó. Qua cúc cành 18.000 đồng một chục, giảm 7.000 đồng một chục. Qua hồng đỏ 30.000 đồng một chục, giảm 5.000 đồng một chục. Qua hồng màu 28.000 đồng một chục, giảm 2.000 đồng một chục. Các loại qua còn lại như qua lây ơn, đồng tiền có giá ổn định so với tuần trước. Thời điểm này, nông dân trồng kiệu trên địa bàn xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, một tỉnh ở miền Tây chuyên canh cây kiệu. Dù còn vài tháng nữa mới đến Tết nhưng mà nông dân đang rất là lo lắng vì giá kiệu giảm mạnh, giá bán ra chỉ bằng một nửa so với năm ngoái. Hiện nay kiệu tươi được thương lái mua tại ruộng giá 9.000 đến 10.000 đồng một ký, kiệu giống 15.000 đến 16.000 đồng một ký, thấp hơn rất nhiều so với năm ngoái. Năm ngoái giá kiệu tươi là từ 29.000 đến 30.000 đồng một ký, còn kiệu giống là 45.000 đến 46.000 đồng một ký. Theo nhiều nông dân trồng kiệu, khoảng một tháng trở lại đây giá kiệu thay đổi thất thường, có rất ít thương lái thu mua kiệu. Nông dân phải đem kiệu đi tiêu thụ tại các chợ lân cận. Mặc dù giá kiệu không được cao so với mọi năm, nhưng bà con trồng kiệu tại xã Phú Hiệp vẫn lạc quan, hy vọng giá kiệu sẽ tăng trong những ngày tới. Chúng tôi tiếp tục với không khí sản xuất rau màu Tết của nhà vườn. Hiện nay, nông dân miền Tây đang đua nhau chuẩn bị rau màu qua kiểng để cho ra thị trường những hàng hóa tốt nhất và chất lượng nhất trong dịp Tết sắp tới. Vâng, và ghi nhận không khí của nông dân ở Cà Mau đang tất bật cải tạo đất, ươm hạt giống để mà chuẩn bị xuống giống các loại rau màu phục vụ cho người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019. Mời bà con và quý khán giả cùng xem. Huyện Trần Văn Thời là địa phương có diện tích trồng rau màu lớn nhất tỉnh Cà Mau, hơn 5.000 hecta. Những ngày này, bà con nông dân đang tập trung cải tạo đất chuẩn bị xuống giống các loại rau xanh như hẹ, hành, rau thơm, cải xanh, xà lách. Mình diệt cỏ rồi, diệt mầm hết á. Chừng cỡ nửa tháng mới bắt đầu giờ dọn cỏ sạch hết, bắt đầu em mới ngâm hột, em mới xuống xạ lại vụ 2 nữa. Anh trồng cải xanh, cải ngọt, với rau dền, hành tơi. Giờ muốn đồng, rau muốn tàu. Ngoài các loại rau xanh, nhiều hộ chọn cải tùa xại, cải làm dưa, làm cây trồng chủ lực trong vụ rau màu Tết. So với các loại rau màu khác, cải tùa xại tương đối dễ trồng cho thu nhập cao. Trung bình 1 hectare đất trồng cải này, sau khi trừ chi phí thì người dân có lợi nhuận từ 40 cho đến 50 triệu đồng một vụ. Thường thường người ta xuống là khoảng mùng 10 mà tháng 1 là bắt đầu tới gầm là dứt điểm á. Trong cho kịp cái vụ mà Tết nên mà thu hoạch là cỡ 20-25 là dứt điểm đó. Nên thời điểm đó là ta gồi cái vụ mùa cải. Do mang lại hiệu quả kinh tế cao nên bà con tận dụng hết diện tích đất trống quanh nhà để trồng cải thùa xại. Hộ trồng ít thì vài ngàn cây, hộ trồng nhiều lên đến mười mấy ngàn cây. Đến kỳ thu hoạch, sản phẩm được thương lái đến tận nhà thu mua để vận chuyển đi các nơi khác tiêu thụ, nên giá cả và đầu ra khá ổn định. Nhờ duy trì và phát triển nghề trồng rau màu truyền thống mà thời gian qua, nhiều hộ dân ở Cà Mau có cuộc sống ổn định, nhất là vào dịp Tết Nguyên Đán hàng năm, bà con có thêm khoản thu nhập khá lớn, trang trải chi phí trong gia đình và lo sắm sửa cho cái Tết đủ đầy, sung túc hơn. Những tháng cuối năm là thời điểm mà nhà nông chuyên canh các loại rau qua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tập trung canh tác vụ cuối năm để mà cung ứng cho thị trường của mùa Tết Nguyên Đán tới. Và đây là vụ sản xuất quan trọng có thể sẽ mang lại thu nhập khả quan nếu như nông sản được mùa được giá. Bởi vậy mà công tác chuẩn bị đã được nhà vườn triển khai từ sớm và hết sức kỹ càng. Năm nay thì những loại rau màu và hoa nào đã được tập trung đầu tư? Những loại hoa như cẩm chướng, lily, đồng tiền, hoa hồng có được đầu tư nhiều hay không? Và năm nay nhà vườn đã áp dụng những kỹ thuật hiện đại nào để vào chăm sóc hoa màu hay là vẫn theo phương pháp cũ để có lời? Mời bà con và quý khán giả hãy xem phóng viên ghi nhận thực tế qua phóng sự sau đây. Với diện tích canh tác gần 1 hectare, gia đình nông dân Nguyễn Thị Hiền ở phường 12 thành phố Đà Lạt tập trung sản xuất các loại rau củ quả cung ứng cho thị trường nội địa. Với quy trình canh tác ứng dụng công nghệ cao ngày càng bài bản, nhà nông này đã dần lấy được niềm tin của các thương lái.
Bình quân mỗi tháng, chị xuất cho các bạn hàng gần xa hàng tấn rau củ quả các loại. Riêng với vụ sản xuất cuối năm, gia đình của nhà nông này đã lên kế hoạch từ rất sớm. Theo đó, thì gần 50% diện tích đã được tập trung trồng rau để phục vụ cho thị trường Tết này. Gần Tết là vợ chồng em cũng vô phân nhiều, để trồng ra hoa đậu quả nhiều, tại Tết là thu nhập cao hơn. Giống giờ là em hại nhiều, lần đất buồn là mai một còn phải ra cái buồn khác. Mà nếu mà phải xiên bơm phân về chấm á, thì thằng ra trụng ngay tế, còn không thì phải ra thằng 2, thằng 3. Vụ đông xuân 2018-2019, nông dân Lâm Đồng gieo trồng gần 22.300 hecta rau xanh các loại, tăng gần 650 hecta so với vụ đông xuân rồi. Những chủng loại rau phổ biến gồm sú, lơ, cải thảo, ớt ngọt, cà chua, khoai tây, vân vân. Với cây qua, diện tích gieo trồng phục vụ Tết là gần 3.500 hecta, tăng gần 200 hecta so với năm trước. Những chủng loại qua được bà con nông dân tập trung canh tác gồm cúc, lai ơn, cẩm chướng, li li, đồng tiền, hoa hồng. Trong đó, diện tích hoa cúc vẫn cao nhất, khoảng 1.300 hecta, tiếp đến là hoa lai ơn, 550 hecta. Rút kinh nghiệm từ thực tế, bà con nông dân trồng rau qua vụ Tết đã triển khai kế hoạch sản xuất từ nhiều tuần qua. Nhờ việc đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ngày càng bài bản, nên theo nhận định của ngành chức năng, sản lượng rau qua phục vụ thị trường Tết này tăng đáng kể so với năm rồi, và sản lượng rau quả các loại ước đạt gần 761.600 tấn. Sản lượng qua ước đạt gần 1 tỷ 400 triệu cành. Vừa rồi mình làm một lứa rêu sạch, lứa lô lô, xong rồi mình chuyển đổi qua cái cây cúc này là vô vụ Tết. Rồi xong mình tính ra dự định là mình làm chuyển qua là cây ớt ngọt để cho nó phù hợp tùy theo cái mẫu, cái vụ nó mẫu khác nhau. Theo cái công nghệ mới thì mình làm thì nó có khác biệt hơn hầu lúc trước. Mình so với lúc trước hầu mình làm thì nói chung không có bằng như cái lúc bây giờ. Lúc bây giờ mình làm thay đổi tầng là cái phân hữu cơ, rồi mình dùng cái thuốc sinh học hữu cơ, rồi mình cho coi nó phát triển tốt. Với sự chuẩn bị hết sức kỹ càng như thế, nông dân chuyên canh các loại rau qua ở Lâm Đồng mong muốn nông sản đảm bảo năng suất, chất lượng, giá cả thuận lợi để thu nhập vụ canh tác cuối năm khả quan hơn. Nhằm tăng cường quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp của địa phương, Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức cho nông dân, các doanh nghiệp nông nghiệp sản xuất chế biến nông sản, các hợp tác xã, vân vân tham gia những hoạt động như là chợ xúc tiến thương mại, tham gia hội thi bình chọn danh hiệu sản phẩm quốc gia. Qua đó giúp cho bà con nông dân tiêu thụ nông sản, nhất là những loại nông sản thế mạnh như là rau, hoa, chè, cà phê. Những giải pháp này đã góp sức rất lớn giúp cho tỉnh Lâm Đồng có 19 sản phẩm nông nghiệp được gắn nhãn truy xuất nguồn gốc, thương hiệu sản phẩm. Sản phẩm nông nghiệp của tỉnh được tiêu thụ thông qua hợp đồng chiếm trên 30% sản lượng hàng năm. Nhiều mặt hàng đã thâm nhập ngày càng nhiều vào các hệ thống siêu thị trong nước và nước ngoài như là rau, hoa, chè, cà phê. Không khí sản xuất của nhà vườn khắp nơi làm cho chúng ta cảm nhận Tết rất là gần, đúng không anh Tuấn Anh? Và chúc cho nhà vườn có một cái Tết trúng mùa trúng giá với những cái sản phẩm của mình. Và bản tin 365 ngày chuyển động hôm nay xin kết thúc tại đây. Rất cảm ơn bà con và quý khán giả đã đón xem bản tin 365 ngày chuyển động. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai.